Hello, chào các em học sinh lớp 3 thân mến. Ngày hôm nay chúng ta cùng học Unit 3, Lesson 1 nha các em. Chúng ta có đây là để chỉ một vật hoặc là một người nào đó gần chúng ta. Chúng ta sẽ dùng từ this. This. Các em cùng nghe cô đánh vần nhé. The. Chữ này chúng ta đọc là the. E. This, this. Now listen and repeat. Các em cùng nghe và lặp lại nhé. This, this. One more time. This. Good job. Tiếp theo chúng ta có từ kia là nhé các em. Các em thấy hai bạn nhỏ đang chỉ một bạn rất là xa đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ dùng từ kia là that. That. Cùng nghe cô đánh vần nhé. The. The. A. A. That. That. Now listen and repeat. That. That. This. This. That. That. Ok, chúng ta cùng lặp lại nhé các em. Đây, chúng ta sẽ đọc là this. This. Và giới thiệu một vật hoặc là một người ở xa. That. That. Cô có. Đây là Linda. Chúng ta sẽ nói this is Linda. Như vậy chúng ta sẽ dùng this is cộng với lại tên nha các em. Giới thiệu một bạn ở gần chúng ta và chúng ta sẽ dùng that is cộng với tên một bạn ở xa như các em. Ví dụ that is Peter, kia là Peter. Đó. That is Peter. Các em đã nhớ chưa nào? Nếu một người nào đó ở gần chúng ta sẽ dùng từ this và một người ở xa chúng ta sẽ dùng từ that. Now listen and repeat. This is Linda. This is Linda. That is Peter. That is Peter. Hân hạnh gặp bạn nhé. Nice to meet you. Nice to meet you. Chữ Y chúng ta đọc là âm I. I. Nice. N. I cờ E chúng ta sẽ đọc là nice to to E với E chúng ta đọc là I M eat meet meet you. Now listen and repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, và bây giờ chúng ta cùng vào bài nhé các em. One, look, listen and repeat. Trong bài 1, các em sẽ cùng nhau nhìn, lắng nghe và lặp lại. Các em thấy đây là các bạn nhỏ trong lớp học, cô Hiền. Và đây là bạn Tony. Cô Hiền đang giới thiệu đây là bạn Tony với cả lớp. Các em cùng nghe và lặp lại nhé. This is Tony. This is Tony. Đây là Tony. Hello Tony. Tony. Xin chào Tony. B. And this is Linda. And this is Linda. Và đây là bạn Linda. Hi Linda. Nice to meet you. Hi Linda. Nice to meet you. Chào Linda, hân hạnh được gặp bạn. Point and say. Trong phần 2, các em sẽ cùng nhau chỉ vào và đọc to. Đây là Miss Hiền và Miss Hiền đang giới thiệu với cả lớp từng bạn. Các em hãy cùng nhau đoán xem là các bạn ấy tên gì nha các em. This is, đây là bạn nào các em? Yeah, đây chính là bạn Linda. Linda. Còn bạn này tên là? Ok. Bạn Peter đúng chứ nào? Tiếp theo chúng ta có bạn Tony.
Và bạn cuối cùng chính là Quân. Bây giờ các em hãy cùng nhau giới thiệu đây là... Đầu tiên cô Hiền sẽ giới thiệu bạn Peter, đúng chứ nào? This is Peter. Đây là bạn Peter. This is Peter. Sau đó cả lớp sẽ chào bạn Peter, đúng chưa? Hello Peter. Nice to meet you. Hello Peter. Nice to meet you. Chào Peter. Rất hân hạnh được gặp bạn. Tương tự, các em sẽ cùng nhau thay thế chữ Peter bằng các bạn khác nhé. Ví dụ cô có: This is Linda. This is Linda. Hello Peter. Nice to meet you. Sau đó các bạn sẽ chào là Hello Linda. Nice to meet you. Tiếp theo chúng ta có bạn Tony. This is Tony. This is Tony. Good. Hello Tony. Nice to meet you. Tiếp theo. This is Quân. Hello Quân. Nice to meet you. Trong bài 3, các em hãy cùng nhau thực hành nói cho cô nhé. Chúng ta có bạn Linda. Bạn Nam đang giới thiệu với bạn Mai và bạn Peter về Linda, đúng chứ nào? Như vậy chúng ta sẽ nói This is Linda. Và bạn Mai sẽ chào lại bạn Linda, đúng chưa? Hello Linda. Nice to meet you. Ok. Tương tự, các em sẽ cùng nhau thay thế tên của bạn Linda bằng các bạn khác, ví dụ như bạn Peter hoặc là bạn Mai. Chúng ta có thể thay phiên nhau để giới thiệu nhé các em. Trong bài 4, các em cùng nhau nghe và tích vào đáp án cho cô nhé. 1. Chúng ta có, các em thấy bạn Quân đang giới thiệu với bạn Mai, đây là bạn Linda. Trong câu B thì bạn Linda, đúng chưa, đang giới thiệu bạn Nam cho bạn Peter. Các em hãy cùng nghe xem là bạn nào được giới thiệu trong bài nhé. 1. Mai, this is Linda. Hello Linda. Okay. Now listen again. 1. Mai, this is Linda. Hello Linda. Như vậy là bạn đang giới thiệu bạn Mai về Linda, đúng chứ nào? This is Linda. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A nha các em. 2. Chúng ta thấy đây là bạn bạn Nam, bạn Mai và bạn Peter. Còn đây chúng ta có bạn Tony, bạn Phong và bạn Nam. Các em hãy cùng nghe xem là ba bạn nào được xuất hiện trong bài nhé. 2. Tony, this is Phong. Hello, Tony. Now listen again. 2. Tony, this is Phong. Hello, Tony. Các em thấy là bạn đang giới thiệu với Tony về bạn Phong, đúng như nào? This is Phong. Như vậy đáp án 2 là B. Trong bài 5, các em hãy cùng nhau đọc và viết cho cô nhé. Các em thấy bạn Linda đang giới thiệu với bạn Peter, đúng chứ nào? Đây là bạn Nam. Như vậy, đây là, chúng ta sẽ dùng từ this is. This is Nam. Sau đó bạn Peter sẽ chào lại bạn Nam nhé. Hi hoặc là hello đều được nhé các em. Hello Nam. Nice to meet you. B, chúng ta có bạn Mai đang giới thiệu. Đây là Phong. This is Phong. Và bạn Linda sẽ chào lại là hi hoặc là hello Phong, đúng chưa nào? Hi Phong, nice to meet you. Trong bài 6, các em cùng nhau hát cho cô bài How Are You nhé. How are you? Hello Peter, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank
you, Peter, I'm fine too. Let's go to school together. How are you, Numquan and Mai? Thank you, Miss Yen, we're fine. Okay, bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Goodbye.